Vâng, chào tất cả tín đồ yêu lan của Trần Tuấn Kích nhé. Trời chiều rồi. Thực ra là trước mặt Trần Tuấn lúc này là một cây lan khá là đẹp, một cây lan cổ. Lẽ ra là đáng nhẽ là bị đúng từ là đã được đến với khách hàng rồi đấy, nhưng mà vì Trần Tuấn chưa có cái mẫu video nào về 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 cái cây này cả nên là đành phải xin lỗi khách hàng và cho phép mình làm lại một cái mẫu video về nó. Không thì mình không còn cây thanh ngọc cổ nào còn lại đây cả. Còn thì còn nhưng mà nó không ra hoa và ra hoa nó cũng không đẹp như này. Chính vì thế là Trần Tuấn có cáo lỗi người ta, xin người ta nán lại một ngày và mình sẽ gửi lại cho họ cây này sau. Như các bạn biết đấy, cây thanh ngọc này là một cây biến dị trong các cây mặc lan. Thế nên trong tên Latin nó sẽ được định danh là Cymbidium sinense Vanbum hoặc là Van ba gì đó, tức là tùy theo cái cách phát âm theo tiếng này hay tiếng kia mà thôi. Còn bản chất của nó đó là một cây mặc lan đột biến. Nói thế cho nó gọi là, xin lỗi các cụ, gọi là cho nó vuông thành xác cạnh đấy. Mà này, xe thế này nhỉ? Đây, đây Trần Tuấn cho nó chạy đã. Đấy. Cái này thì sao nhỉ? Tất cả các cái thế hệ chơi lan cũ cũng như Trần Tuấn là rất là ao ước được sở hữu một cây này trong vườn. Tuy nhiên là bây giờ thì so với các cây lan khác thì em nó không còn giữ được cái vương miện của đỉnh cao nữa. Tuy nhiên với những người chơi lan thực tế thì bao giờ cũng vẫn là những cái mà thực sự ngưỡng mộ về cái sức xanh của nó. Xin lỗi các bạn, các cái bông của tôi từ đây trở xuống là bị con dĩm, con dẹp nó ăn. Mình có phun thuốc rồi các cụ nhá, nên chỉ có từ đây trở lên là tròn trịa. Vâng, có lẽ là bây giờ mình sẽ xin được mô tả cái cây này để cho các bạn xem được không ạ? Vâng, đây. Mời tất cả các cụ. Đây ạ. Nào, mời. Đây. Vì đồng chí quay phim chính nhà tôi hôm nay là có vấn đề nên bây giờ em bắt đầu em mô tả để các cụ xem. Và ở góc độ này thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Vẫn chưa lấy được nét này. Sao thế? Sao thế? Nét đi. Đấy, thấy chưa các cụ? Đây là một bông hoa tròn trịa và chuẩn mực của thanh ngọc. Thanh ngọc cổ đấy. Còn tôi không tính đến các cái cây giống như này nhưng được mang về trong các cái lần nhập khẩu gần đây. Đây này, ở dưới này là chúng ta đã bị những con dĩn ăn, các cụ thấy không? Đấy. Còn dĩn ăn thì có ngọc thật hay là như thế nào thì cũng đều chết hết và hoa không ra gì cả. Lấy nét những bông địa lan này tương đối là khó các bạn. Không phải ai cũng lấy nét được. Nó không chịu nét các cụ ơi. Tình hình là vẫn phải bông này. Cây này đã có lúc được đẩy giá lên các cụ có biết không? Đã đẩy giá lên. Đây, từ từ, đây em cho ra chỗ ánh sáng này. Đây. Đây rồi. Và đã
đã được đẩy giá lên đến 6-7 triệu đồng một thân nhá các cụ nhá, mà ngày xưa đấy chứ không phải bây giờ đâu. Đó, hy vọng là các cụ nhìn thấy nó hết màn hình được không ạ? Nhưng bây giờ chúng chỉ giữ được khoảng độ 2 triệu, 2 triệu rưỡi một thân đẹp đẹp. Em sẽ hơi quay nghiêng này thì để cho cái bông này nó vuông. Đó, các cụ thấy ánh sáng lên. Đây đúng thực sự như là một viên ngọc. Chúng ta biết rồi, cái cây thanh ngọc này thì thường thường vòi hoa nó cao khoảng từ ít nhất cũng phải tầm 6-70 phân cho đến cả 1 mét, hơn 1 mét. Như cái vòi hoa này là đang có chiều cao tương đương khoảng độ hơn 90cm. Và số lượng bông hoa từ 15 cho đến 19 bông. Củ giả hành rất là to. Đấy. Giả hành rất là to. Này. Lá thì bản lá từ 2,5 thậm chí cho đến 3,5cm. Đây là một cây khá dễ trồng nhưng mà rất ít đẻ. Cứ lên thân nào lại chết thân đấy. Tức là chết thân giả. Theo gọi là tỷ lệ quy đổi 1:1. Lá xanh mướt, 2 mép hình chữ V. Lá tương đối đứng và đặc biệt là cái đầu lá này có luôn cái hình thái nó vặn như này. Đây này, vẫy, tôi gọi từ vẫy lá, đây, các cụ nhìn. Nó cứ vặn vào đỗ một xíu, thế thôi. Rồi. Niềm ao ước của bất cứ người chơi địa lan nào đấy, các cụ. Đấy, các cụ thấy không? Em tin là các cụ sẽ rất thích. Cái này vì là giống Sinense nên bắt buộc nở vào Tết đón xuân, còn gọi là lan báo tuổi đấy. Tán thể thì mình trồng cũng như tất cả các loài khác thôi. Vỏ cây, cho chấu, vỏ lạc, đá thấm thủy hoặc là bất cứ thứ gì cũng được trộn vào. Vâng, có lẽ là thời gian dành cho cái bông thanh ngọc này đến đây là hết. Trần Tuấn xin được khép lại video này đây. Cảm ơn tất cả các cụ đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Trần Tuấn. Đây, Trần Tuấn có những cái buổi ngày hôm nay. Và cảm ơn các cụ đã luôn đồng hành cùng em. Chúc các cụ một ngày mới và đặc biệt là một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc, đúng không ạ? Và yêu các cụ rất nhiều. Bye bye.